Lương Bằng Quang mặc váy ướn ẹo giữa vườn hoa, netizen quỳ lại xin tha cho Đà Lạt. Lương Bằng Quang là một trong những nghệ sĩ có đời tư thị phi nhất nhì Vbiz. Mới đây, Lương Bằng Quang tiếp tục làm netizen sốc nặng khi tung loạt ảnh đang mặc váy tại Đà Lạt. Bộ ảnh mang tên Phá Nát Vườn Hoa Cẩm Tú Cầu được thực hiện bởi không ai khác ngoài hot girl ngực khủng Ngân 98. Trong bộ ảnh, nam ca sĩ mặc váy cúp ngực màu xanh dương, tạo đủ kiểu dáng nàng thơ bên vườn hoa Cẩm Tú Cầu, vốn là địa điểm check-in quen thuộc của đông đảo bạn trẻ. Chắc hẳn anh đã được người yêu đào tạo cho một khóa học sống ảo, sao cho lên hình một cách tự nhiên nhất. Tuy nhiên hình ảnh này lại mang tính chất làm lố và phản cảm, nên đã gây ra một cuộc tranh cãi nảy lửa trên mạng xã hội. Cùng với dòng chú thích ảnh có phần khó hiểu, Lương Bằng Quang nhanh chóng nhận về vô số gạch đá từ cộng đồng mạng. Bộ ảnh của Lương Bằng Quang không chỉ nhận về nhiều tương tác tiêu cực, mà còn phủ sóng khắp các hội nhóm du lịch Đà Lạt với loạt ý kiến chỉ trích. Dù đã không còn xa lạ gì với những hành động khó hiểu, thậm chí có phần phản cảm của nam ca sĩ U40, song netizen vẫn chẳng thể tưởng tượng ra anh lại dám mặc váy thả dáng ở giữa một địa điểm du lịch nổi tiếng như thế này. Lương Bằng Quang và Ngân 98 là cặp đôi thị phi bậc nhất showbiz Việt. Trong vài năm yêu đương, cặp đôi đã liên tục trải qua loạt sóng gió như chia tay, bóc phốt. Trong đó, phải đặc biệt kể đến việc cả hai liên tục lên sóng trực tiếp kể về chuyện giường chiếu, khiến cư dân mạng phải ngán ngẩm. Khi được Lương Bằng Quang hỏi rằng liệu có chán khi ngày xưa quen bạn trai hay không, Ngân 98 đáp lại thẳng thắn. Có chán chứ, chán nhiều thứ lắm, chán nhất là đàn ông mà chuyện ấy dở. Đáng nói, nữ Daisy còn không ngại khẳng định Lương Bằng Quang không giỏi chuyện ấy. Hành động mang tính chất 18 này của cả hai lập tức vấp phải vô vàn ý kiến trái chiều từ khán giả. Trước đó, cũng trong một buổi live stream, cặp đôi đã gây sốc tuyên bố rằng chuyện giường chiếu là yếu tố cực kỳ quan trọng nếu muốn yêu nhau hạnh phúc, tiết lộ số lần quan hệ. Tiếp lời Ngân 98, Lương Bằng Quang cũng khẳng định chính sự tự tin trong chuyện giường chiếu đã giúp anh có được bạn gái trẻ trung, xinh đẹp dù đã 40 tuổi. Chưa hết, cả hai còn có hành động ôm ấp với tư thế phản cảm trong suốt buổi live stream. Hành động của cả hai đã lập tức vấp phải vô vàn ý kiến trái chiều từ khán giả. Có thể nói, đành rằng mạng xã hội là nơi thể hiện cá tính và không ai cấm cản việc một cá nhân live stream tương tác. Thế nhưng, mọi thứ nên chỉ dừng lại ở một giới hạn nhất định để không gây ảnh hưởng đến bản thân, gây phản cảm cho người xem. Không chỉ thế, Lương Bằng Quang và Ngân 98 còn tuyên bố đường ai nấy đi. Tuy nhiên, dân tình lại liên tục soi được cả hai cùng đi du lịch, thậm chí là ngủ chung giường hậu chia tay. Đặc biệt hơn, hậu chia tay Ngân 98 còn tuyên bố quyết làm căng chuyện bạn trai có tuệ đầy, đồng thời vạch mặt nhau chan chát trước truyền thông. Chính những hành động này đã khiến dân tình cho rằng cặp đôi đang mượn chuyện tình cảm để PR tên tuổi, tạo sự chú ý. Ngoài chuyện tình cảm thị phi với Ngân 98, Lương Bằng Quang còn dính lùm xùm không nhỏ với bạn gái cũ Zaza Trương Nhi. Zaza Trương Nhi từng chia sẻ dù đã chia tay, nhưng Lương Bằng Quang vẫn nhiều lần nhắn tin tán tỉnh cô. Vì vậy, cô đã cố tình chặn mọi đường liên lạc với Lương Bằng Quang, nhưng nam nhạc sĩ vẫn tìm cách gặp được Yaya Trương Nhi thông qua bạn bè. Lương Bằng Quang còn từng xin mình cùng chụp ảnh selfie khi tham gia sự kiện. Sau đó, anh đã cố tình đăng lên mạng xã hội và đi bài PR. Điều này khiến Yaya Trương Nhi rất bất ngờ bởi cô cứ nghĩ Lương Bằng Quang chỉ xin chụp chung để lưu làm kỷ niệm. Bạn bè của nữ diễn viên xem được bức hình cũng đã dành lời khuyên nhủ và mong Yaya Trương Nhi không quay lại với tình cũ. Từ đó, cô nàng quyết định giữ im lặng để mọi việc không đi quá xa. Tuy nhiên, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Yaya Trương Nhi tiếp tục vướng tin đồn cho người đánh Lương Bằng Quang và Ngân 98. Bộ ba khẩu chiến trên mạng suốt một thời gian dài khiến dân tình ngán ngẩm. Bên cạnh chuyện tình cảm, Lương Bằng Quang còn khiến netizen chú ý với công cuộc cải tạo nhan sắc bằng phẫu thuật thẩm mỹ. Nam ca sĩ từng thừa nhận nhược điểm là đôi mắt nhỏ và mũi to. Tổng thể chưa cân đối khiến anh thiếu tự tin khi xuất hiện trước công chúng. Chính điều này khiến Lương Bằng Quang quyết tâm chi hơn 100 triệu để cải thiện nhan sắc. Không như nhiều nghệ sĩ khác, Lương Bằng Quang rất thoải mái công khai chuyện giao kéo và tự tin khoe diện mạo trước và sau phẫu thuật của mình trên mạng xã hội để chứng minh quyết định đập mặt xây lại là đúng đắn. Tuy nhiên, màn trùng tu của nam ca sĩ nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ dân mạng. Người khen anh lột xác, số khác lại nghĩ nam ca sĩ đã giao kéo hỏng, phải sống ảo bằng Photoshop. Hiện tại khi nhắc đến Lương Bằng Quang, người ta không còn nhớ đến những bản hit đình đám năm nào. Chỉ thắc mắc sắp tới anh sẽ lại làm những trò lố lăng, phản cảm gì để lôi kéo sự chú ý của công chúng.